Chị Ngọc Trân có biết chiếc xuồng ba lá không chị? Biết chứ. Ngọc Trân thì có rất là nhiều kỷ niệm gắn liền với chiếc xuồng ba lá luôn á. Sáng nay thì xin chia sẻ cùng quý thính giả. Hồi Ngọc Trân còn nhỏ thì đường xá chưa có thông thoáng như giờ đâu. Chủ yếu thì chỉ là đường đất thôi. Nhà cũng không có xe máy, cho nên là đi tới đi lui thì chủ yếu là đi bằng xuồng thôi. Tảng sáng là mẹ của Ngọc Trân bơi xuồng đưa cho đi học, nhất là những tháng mùa mưa như thời điểm hiện tại thì mẹ thì bơi xuồng, còn hai chị em của Ngọc Trân thì ngồi trùm cao su, tay thì cầm củ khoai lang ăn, như vậy mà ngon lắm á. Còn nữa nha, nhà của Ngọc Trân thì cách chợ cũng không xa lắm đâu. Nhớ nhất là mấy cái bữa mà mẹ bơi xuồng chở ra chợ, dù chỉ là ở dưới xuồng giữ đồ thôi mà thích lắm. Vì lần nào mẹ cũng thưởng bữa thiện trái bắp luộc, thôi thì cái bánh chuối chiên hay là ổ bánh mì nữa. Dạ, nghe chị Ngọc Trân kể mà Kim Tiến thấy là rất là háo hức luôn. Mời quý thính giả cùng hoài niệm về những ký ức của chiếc xuồng ba lá ngày xưa. Từ nhiều đời nay, phương tiện chủ yếu để đi lại làm ăn của người dân dùng sông nước Cửu Long là ghe xuồng, mà chiếc xuồng ba lá mang nét đặc trưng rất độc đáo. Sống giữa dùng sông nước, dù nhà nghèo, ít nhất cũng có một chiếc xuồng ba lá. Xuồng ba lá được coi là phương tiện mang tính văn minh sông nước ở một vùng phù sa trẻ, xứ ruộng sình kinh ngập. Mùa mưa lũ kéo dài tới 6 tháng mỗi năm. Xưa dùng đất sình lầy quanh năm ngập nước, đường bộ rất ít, kênh rạch thì dọc ngang. Kênh rạch đi vào tận trước cửa mỗi nhà. Mùa lũ và những đợt triều cường càng khó khăn cho người dân đi lại. Người dân dùng Đồng Tháp 10 còn nhớ câu hò quen thuộc: dẫu xuồng ba lá lên đền, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Anh ơi chớ ngại ngần chi, ngồi xuồng ba lá giữa kỳ nước lên. Nơi đây tại các vùng làm ăn, cư trú, sinh hoạt của người dân hầu như quanh năm sình lầy, ngập nước, đường bộ khó bồi đắp và hiếm hoi. Chỉ có xuồng ba lá làm phương tiện đi lại hữu dụng, phổ biến ở mọi vùng quê. Từ nhà ra giường cũng phải đi bằng xuồng, hàng xóm đến với nhau cũng bằng xuồng. Người ta gọi xuồng ba lá là đôi chân của người dân dùng sông nước Nam Bộ. Và có người cũng còn gọi là đi bằng tay. Chỉ cần hai tay chèo xuồng là đi gần đi xa đều có xuồng nâng bước. Có những chàng trai cô gái miệt vườn siêu nghệ, chỉ cần ngồi trên xuồng dùng hai bàn chân chèo xuồng ba lá, cho xuồng lướt nhẹ trên dòng nước trong xanh và thơ mộng. Nhà ai không sắm được xuồng ba lá cứ như bị cột chân. Xuồng ba lá nguyên gốc ban đầu theo chiều dọc chiếc xuồng được đóng bằng ba mảnh dán phẳng đẹp và chắc. Một mảnh rộng hơn được dùng làm đáy xuồng hay còn gọi là lồng xuồng. Hai mảnh hai bên làm mạn xuồng mà địa phương còn gọi là be xuồng, vậy là ba lá. Có một nhà thơ viết về xuồng ba lá như sau: chiếc xuồng ba lá quê ta, mảnh mai như chiếc lá đa giữa dòng. Liềm trăng sông nước cong cong, nhỏ nhoi mà vẫn ngược dòng lũ dân. Cứ mỗi chiều tà hay hừng đông trời sáng, những chiếc xuồng bán hàng bông rau cải, những chiếc xuồng rao bán cá tôm do chính những người nông dân ra đồng bắt được từ tối hôm qua, hay những chiếc xuồng bán bánh cam, bánh còng cho trẻ con cứ bập bềnh trên mặt nước, tất cả như còn in đậm trong lòng những ai từng sống và lớn lên nơi miền sông nước. Nhớ lắm những sớm tinh sương, mẹ chèo xuồng ra chợ sớm. Nhớ lắm dáng chà gầy lướt nhẹ trên sông chờ mùa nước nổi. Nhớ lắm những chiều nội chèo xuồng mang cho cháu mấy cái bánh lá dừa, từng con cua đồng nội vừa bắt và mấy trái ổi vừa mới chín sào nhà. Nhớ lắm những trưa hè chèo xuồng dọc triền sông cùng lũ trẻ trong xóm, khẽ hát thầm những câu hát không đầu không cuối. Hái đầy rổ bông điền điển mang về cho mẹ nấu canh chua hay là muối dưa, cùng nhau dậy nước tung tóe cả một góc sông quê trong cái nhìn ái ngại của người lớn. Chiếc xuồng dẫn theo người dân quê tôi qua những ngày mưa, ngày nắng, vẫn chở đầy ước vọng của những người dân sông nước quê tôi.
Nội kể cha tôi được sinh ra trên Sùng Ba Lá vào một đêm trăng tháng 8, nên đời ông gắn với chiếc xuồng, cây dầm, tấm lưới. Ngày cha đi bộ đội, nội tôi bơi xuồng tiễn con trong đêm mưa. Hành trang cha mang theo là những nỗi nhớ được cất giấu trong ánh mắt, nụ cười. Rồi không biết từ lúc nào, chiếc xuồng ba lá ấy gắn kết cái nợ trăm năm của cha mẹ lại với nhau. Mẹ làm giao liên cho xã, ngày vào ra căn cứ mấy bận. Mẹ bảo, ngày đó cha bay Hiền Khô à, bận ấy cha bay chuyển công tác nên sợ không gặp mẹ nữa. Nên trước ngày ổng đi, ổng đã ngó lời và mới có một lũ nheo nhóc như bay nè. Mỗi lần nghe mẹ kể lại chuyện ngày xưa xa lắc, tôi lại thấy yêu thêm những khoảnh khắc bình yên, yêu thêm mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên. Giữa những năm tháng quê hương bị bom cày đạn xới, nhưng chiếc xuồng ba lá vẫn nhẹ lướt trên sông, lướt qua những cuộc hành trình đến giới độc lập tự do của dân tộc. Xuồng chở che bộ đội, xuồng tải đạn, xuồng dệt nên những tình yêu nồng nàn cháy bỏng, xuồng theo người dân đi biểu tình, đưa du kích sang sông. Xuồng ba lá luồn lách qua những con kênh rạch chằng chịt và chật hẹp. Từ độ cha ông đi mở cõi, xuồng đã gắn bó son sắt là đôi chân của người dân Nam Bộ. Xuồng theo người dân quê tôi suốt chiều dài của lịch sử, làm nên những chiến công oai hùng của toàn dân tộc. Rừng tràm vẫn ngát hương trên mảnh đất anh hùng, chiếc xuồng ba lá lại trở về cuộc sống đời thường theo một cách rất riêng, hồn hậu và đượm tình. Bằng cách này hay cách khác, xuồng ba lá vẫn mãi đi vào đời sống như hơi thở của mỗi người dân sông nước quê tôi. Mãi mãi thầm lặng như thế, để những người xa quê lại cất công tìm kiếm những ký ức ngọt ngào của quê hương, giản dị và chân quê, như đúng cái tên người đời đặt cho nó, xuồng ba lá. Cứ vậy những chiếc xuồng ba lá lại ung dung lướt trên nhánh sông quê bồng bềnh đêm chợ nổi, lại lướt nhanh trên những cánh đồng ngày chấp hạt, lại rộn ràng những đêm giăng câu thả lưới. Nhớ những ngày mưa hay ngày nắng, dẫn trên chiếc xuồng ba lá cha đưa tôi đi học. Cha hay nói, chỉ cần bay học hành đàng hoàng, cha sẽ cùng chiếc xuồng này chở bay đi học mỗi ngày. Tôi bật cười nhớ lại khoảnh khắc những lúc tan học về, chị em tôi ngồi trên chiếc xuồng cứ lí lắc tinh nghịch, sóng to, xuồng chìm. Về đến nhà đứa nào đứa nấy mình mẩy ướt như chuột lột, tập dở thì ướt nhem. Mẹ từ trái bếp chạy ra thấy vậy, chúng tôi bị mẹ la cho một trận hú hồn. Cứ như vậy thời gian cứ trôi, cha vẫn lặng lẽ đưa chúng tôi đi học trên chiếc xuồng ba lá, chiếc xuồng chở đầy ước mơ hoài bão của lũ trẻ chúng tôi. Bây giờ mọi thứ đổi thay, nhưng bằng cách này hay cách khác, chiếc xuồng ba lá cha đưa tôi đi học năm nào trở thành ký ức khó quên, in đậm mốc thời gian hạnh phúc của một thời tuổi học trò. Nay khắp vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long Giang mở mang nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên thôn, liên xã. Dọc theo hai bên bờ kênh, nay cũng đường bộ, cầu bê tông, xe Honda, xe đạp chạy dèo dèo. Nhưng ngoài trên những kênh rạch, nhất là các bến đò, chợ nổi, vẫn không thể vắng bóng xuồng ba lá. Du khách mọi miền đất nước và cả du khách nước ngoài về với miền Tây Nam Bộ, có nhiều người muốn ngồi trên xuồng ba lá đi du ngoạn trên dòng kênh Thanh Bình, khóa tay xuống dòng nước mát lành, hoặc trong đêm miệt vườn ngắm trăng soi dòng kênh lấp lánh, một nét quê hương ai cũng lắng động nhớ thương, ai đi xa cũng nhớ về. Lãng đãng dấu xưa đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.